cho anh đi đến những tầng địa ngục tiếp theo. Vì cả đời Ya Hong sống một cách trung thực lương thiện, nên đã thuận lợi vượt qua địa ngục phản bội và địa ngục bất nghĩa, nhưng không ngờ anh đã bị bắt lại ở tầng địa ngục bạo lực. Hơn nữa Ya Hong không chỉ mắc tội bạo lực, mà người anh đánh đập chính là em trai của mình. Cảnh tượng hiện lên vô cũng rõ ràng, chứng cứ xác thực. Lần này khó mà cãi được, đại vương liền đưa ra phán quyết. Trừng phạt Ya Hong bằng cách đưa xuống vực thẳm. Gang Grim lúc này cũng không kịp trở về cứu nguy, anh chỉ có thể thỉnh cầu sử dụng hình phạt cộng dồn, cũng có nghĩa là nếu tầng địa ngục tiếp theo Ya Hong bị định tội. Anh không những bị định tội mà ba người sứ giả kia cũng bị tước đi cơ hội đầu thai chuyển kiếp. Nhưng thực ra trong lòng họ đều biết rõ, tầng tiếp theo là địa ngục thiên luân, cũng chính là tội nặng nhất của Ya Hong, bởi vì... Bà. Đừng mà! Ya Hong định giết chết mẹ của mình, anh đừng làm vậy mà! Ya Hong không chỉ đánh em trai, mà anh còn định giết chết mẹ ruột của mình. Điều này hoàn toàn trái ngược với con người của anh. Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra vậy? Lúc này mẹ của Ya Hong ở trên trần gian, đã cầm theo một mảnh giấy rồi vào doanh trại. Bà muốn đòi lại công bằng cho Su Hong, nhưng đã bị tên trung vệ đẩy ngã xuống đất. Đúng lúc Su Hong đã hết làm oán hồn đi ngang qua và trông thấy, anh không nhịn được nữa. Thà biến thành quỷ cũng không cho phép người khác đối xử với mẹ mình như vậy. Lớp da trên mặt anh bắt đầu phân hủy, trở thành hình dạng oan hồn trước kia. Bão cát bắt đầu nổi lên, muốn trốn sống tên trung vệ bất lương kia. Oán hận của Su Hong quá lớn, ảnh hưởng đến cả âm phủ. Ya Hong cũng bị chôn vùi trong biển cát, dần bị nuốt sống. Thông qua vòng xoáy, Su Hong thấy anh trai toàn thân bị chôn vùi trong cát, nên mới từ từ bình tĩnh lại. Ya Hong mới không sao. Nhưng đúng lúc này địa ngục thiên luân từ dưới biển cát ngoi lên. Người tiến hành định tội Ya Hong lần này là người có quyền hành lớn nhất nơi đây, Diêm Vương Yêu Ma. Phán quyết: bị cáo tên Ya Hong có tội. Diok Chun biện hộ cho Ya Hong, nói anh làm vậy là do quá tuyệt vọng, vừa không có tiền chữa bệnh cho mẹ, vừa không có tiền mua đồ ăn cho em trai, vì vậy mới định cùng nhau từ giã cõi đời. Hơn nữa cuối cùng anh cũng không hề ra tay, mẹ anh cũng không hề hay biết chuyện gì. Để mọi người tâm phục khẩu phục, Diêm Vương liền mở nghiệp kính, tiết lộ sự thật mà ngay cả Ya Hong cũng không hề hay biết. Hóa ra khi anh giơ gối lên, mẹ anh đã tỉnh giấc, nhưng bà cố ý không phản ứng lại, bởi vì chỉ khi bà chết đi mới không còn là vật ngáng đường của các con, thì cuộc sống của các con mới có thể thoải mái hơn một chút. Sau khi biết được sự thật, Ya Hong càng cắn rứt hơn. Anh cầu xin Diêm Vương cho mình báo mộng để xin lỗi mẹ, nhưng Diêm Vương không cho anh cơ hội, mà bắt đầu đọc phán quyết cuối cùng. Nhưng đột nhiên mặt đất ở âm phủ bắt đầu rung chuyển, hình ảnh của mẹ Ya Hong từ dưới lớp cát hiện lên. Mẹ! Thì ra Su Hong đã báo mộng cho mẹ, nói với bà mình đã vượt qua kỳ thi trở thành thẩm phán, kể từ nay anh phải lên trời để xử phạt người xấu. Đây chính là lần cuối cùng hai mẹ con họ gặp nhau, đồng thời anh mong mẹ hãy tha thứ cho hành vi của anh trai. Tên ngốc đó, cảm thấy vô cùng có lỗi với mẹ, vậy nên không dám về nhà, ngày nào cũng chỉ biết cắm đầu kiếm tiền gửi về nhà. Tên ngốc Ya Hong đã khổ sở cả đời như vậy đó mẹ. Su Hong à, bởi vì đây là trong mơ nên mẹ anh đã có thể nói chuyện. Bà nói rằng từ trước đến giờ chưa từng trách móc Ya Hong, mà còn thấy chỉ vì mình mà các con đã phải chịu nhiều khổ cực. Bà chỉ cần hai đứa con trai của mình sống mạnh khỏe là đã mãn nguyện lắm rồi. Ya Hong chạy xuống bãi cát định ôm lấy mẹ, nhưng mẹ anh đã biến mất. Anh không còn cơ hội tự mình nói với mẹ câu nói con xin lỗi. Tại âm phủ, nếu nhận được sự tha thứ của người trên dương gian thì sẽ được miễn tội. Bị cáo Kim Ya Hong vô tội, bộ phim này có tên Thử thách thần chết giữa hai thế giới, là bộ phim xếp thứ hai trong bảng doanh thu phòng vé lúc bấy giờ. Mặc dù bộ phim kể về những gì người chết phải trải qua khi xuống địa ngục, nhưng nếu quan sát kỹ, bạn sẽ phát hiện người đau khổ nhất không phải là người chết mà là người còn sống. Giống như mẹ của Ya Hong, hai đứa con của bà đều lần lượt ra đi, chỉ để lại một mình bà, một bà lão tóc trắng gầm điếc cô đơn một mình, phải sống tiếp như thế nào đây? Trải qua một đời khó khăn gian khổ, đến cuối đời lại chẳng còn gì. Thì ra với một số người, sống lại chính là địa ngục. Ok, phần review phim của ngày hôm nay đến đây là hết rồi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo. Đây là bộ phim có chi phí sản xuất lên đến 20 tỷ, lọt top 3 phim ăn khách nhất lịch sử phòng vé Hàn Quốc. Để làm bộ phim này, bọn họ đã tạo ra 7 tầng địa ngục, tương ứng với 7 loại tội khác nhau. Địa ngục đá sẽ dành cho những ai lường biếng, phạm tội sát sinh sẽ bị nhốt vào địa ngục lửa, mắc tội bạo lực sẽ bị rơi xuống địa ngục vực sâu,
Phạm tội nói dối sẽ bị phạt ở địa ngục kéo lưỡi, phản bội người khác sẽ bị nhốt vào địa ngục kính, tội bất nghĩa sẽ bị nhốt vào địa ngục băng, và cuối cùng là tội bất hiếu sẽ bị nhốt vào địa ngục Phật xa. Hơn 1.000 năm nay có rất ít người chết có thể thuận lợi vượt qua 7 tầng địa ngục này, nhưng hôm nay nó đã đón tiếp một người chết vô cùng đặc biệt. Người đàn ông mới chết này tên là Kim Ya Hong. Lúc còn sống anh là lính cứu hỏa. 5 phút trước AH đã ôm lấy một bé gái nhảy từ tầng 30 đang bốc cháy rừng rực xuống, ngã mạnh xuống nền bê tông. Bé gái kia bình an chạy đến bên bố mẹ. Ya Hong hình như cũng không bị làm sao, nhưng lúc này anh thấy gần đó có hai người ăn mặc kỳ quái, còn người đang nằm dưới đất lại chính là mình. Lúc này Ya Hong mới nhận ra mình đã chết rồi. Hai người kia là sứ giả địa ngục phụ trách đưa anh xuống âm phủ. Cô gái này tên là Diok Chun, người đàn ông tên là He Won. Diok Chun vô cùng vui mừng bởi Ya Hong vì cứu người khác nên mới chết. Đây là một cái chết chính nghĩa. Tấm thẻ bài trong tay cũng cho thấy Ya Hong là một linh hồn thuần khiết. Phải biết rằng linh hồn thuần khiết gần nhất xuất hiện là từ 422 năm trước, vì vậy bọn họ vui mừng khó tả. Nhưng Ya Hong vẫn không thể nào chấp nhận được sự thật rằng bản thân mình đã chết, bởi vì anh vẫn còn một người mẹ già ở nhà. Ya Hong không thể bỏ lại mẹ mà rời khỏi thế giới này. Anh liên tục lùi bước, đột nhiên cả người anh bay lên rồi bị một vòng xoáy lớn từ từ hút vào trong. Tôi muốn thấy mẹ lần cuối trước khi rời đi, được không? Bởi vì tôi vẫn còn điều chưa nói với bà ấy. Nhưng hai sứ giả kia không cho anh cơ hội nói lời tạm biệt. Rất nhanh sau đó, Ya Hong đã đến nơi gọi là cửa quan. Tại đây, người chết bắt buộc phải trong vòng 49 ngày vượt qua sự phán quyết của 7 tầng địa ngục thì mới thành công đầu thai chuyển kiếp. Nếu thất bại thì sẽ mãi mãi không được siêu sinh. Và trách nhiệm của sứ giả chính là dùng hết sức mình giúp đỡ người chết chuyển kiếp đầu thai. Ở đây, Ya Hong đã gặp được một người sứ giả khác tên Gangrim. Gangrim cũng không phải dạng vừa. Anh đã thành công giúp 47 người được chuyển kiếp, là sứ giả giỏi nhất. Bởi vì Ya Hong là quý nhân nên được ưu tiên bước vào môn quan đầu tiên. Nhưng sau khi anh bước vào, He Won tròn mắt choáng váng. Cửa địa ngục đầu tiên Ya Hong phải đối mặt chính là địa ngục lửa dành cho người phạm tội giết người. Theo quy định của âm phủ, 7 tầng địa ngục sẽ xuất hiện theo trình tự những tội danh mà người chết phạm phải từ nhẹ đến nặng. Điều đó cũng có nghĩa là giết người cũng chính là tội danh nhẹ nhất của Ya Hong. Ya Hong vô cùng khó hiểu vì anh chưa bao giờ giết người cả. Nhưng He Won nói gián tiếp làm người khác thiệt mạng cũng phải chịu tội. Lúc này nền đá dưới chân Ya Hong đột nhiên nứt toác ra, bên dưới là một biển lửa, trên chiếc trụ đá khổng lồ là vô số vong linh của những người phạm tội giết người. Trước mắt là một phán quan hung thần ác sát, người cai quản địa ngục lửa này, Bia Song Đại Vương. Sở dĩ Ya Hong phải đứng tại đây là bởi vì trong một lần cứu nạn, anh đã bỏ mặc một người đồng đội ở lại hiện trường, dẫn đến việc anh ấy bị tử nạn trong đám cháy. Đây chính là tội giết người gián tiếp. Nhưng tình hình thực tế quả thực như vậy sao? Không bao lâu nữa ở đây sẽ sập xuống. Đi đi, mau lên, mau đi đi. Hóa ra lúc ấy vẫn còn nhiều người khác đang bị mắc kẹt trong đó. Từ đạo đức nghề nghiệp, Ya Hong đã quyết định đi cứu những người gặp nạn trước. Sau khi cứu được 8 người, anh định quay lại cứu đồng đội của mình nhưng đã muộn mất rồi. Mặc dù Ya Hong không thể cứu được đồng đội ra ngoài, nhưng anh thực sự đã cứu sống được 8 người khác. Sau khi đại vương nghe xong lời giải thích, đã tuyên bố Ya Hong vô tội. Sau đó, 4 người đến cửa tiếp theo. Địa ngục trừng phạt.